Tết chứ được. Mỗi năm mà thấy mai vàng là mới thấy không khí Tết. Nay mai vàng chưa có kịp nở, nay ta đang xuất lá. Mới xuất Nhưng mình lá cho nó nở trước. em mới xuất lá qua bên kia vậy nè. Con Sơn chào cả nhà nha. Bữa nay bên kia là ấp Ông Rèn, bên đây là ấp Đông. Cả nhà đón Tết nè, đó. Con đường khá là lớn ha. Đường này thì Hoàng Sơn hay quay cho cả nhà mình xem á, mình xuống với đám lá dưới đây á, mình kiếm ít lá về rồi gói bánh nè. Sơn Hùng, Sơn Hà thì hay chạy xuống với nhà ông Tám để xin rau với me. Qua coi bà con dọn Tết nè. Mình ra coi bà con chuẩn bị tát nha. Nãy ghẹo anh ba nói này phải đặt thêm cổng chào nữa. Bữa nay làm đường lớn rồi, mấy xe có thể tránh được ha. Bữa rồi thì ở đây đổ xi măng, rồi giờ dăng xi măng lên thì mấy anh chị ra dọn dẹp cho hai nhà hai bên. Sáng giờ bên đây cúp nước nên là nước chảy hơi yếu ha. Này còn cái bình nước dự phòng của em đó, nên là nó còn yếu xịu à. Hôm nay dưới đây ăn Tết lớn dữ à, đường quá trời bự luôn. Dạ. 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 Trời ơi, vậy là nhiều ha, bữa nay ăn Tết phải vậy? Người ăn tạ heo rồi đó. Người ăn tạ rồi hả? Người ăn tạ heo rồi đó. Ở dưới có bao nhiêu hộ gia đình chị? 7. 7 hộ hả? Hùng lại. Ít hộ nên là nhiều tiền. Phải mà nhiều đông người thì sẽ rẻ hơn. Đông thì nó khỏe chút. Người ta đổ 150 mấy triệu bằng 3, bằng 4 của cái này mà một hộ có mấy triệu rồi. Cái xóm gì đó lớn, đông. Mấy triệu à. Không thấy căn nhà thêm hả? Rồi thành ra người ta mới biểu để ra riêng rồi đất cứng rồi làm. Rồi phân nửa, ví dụ như 30 hộ. Phân nửa biểu thôi làm liền đi ăn Tết. Rồi làm. Đường điện này chứ nó lấy trên đường điện này nữa, nó đem về dưới nữa nè. Trong bên đó công ràng. Tách ra hả? 2.000 mét dạ. của dân làm. Dạ. Là mặt tiền lắm chứ mày chứ biết đường điện đó mà. Dạ. Đó. Người ta đụng mấy chục hộ lận. Tiền tính ra thì nhiều. Dạ. Dạ sớm ít quá nên là nặng vốn dữ à. Nó nhờ nhiều hộ. Ở nhà mình con heo rồi hả? Không, 6 triệu mấy rồi. Không cái đường trên đây từ đó nó mè người 4.6 còn ở đó từ chị là 4 nhà là riêng nữa người thêm nó 7 nữa 6.3 đó. Vậy là cũng ngon, mình làm mình đi cả đời mà làm. Nhưng mà không thấy mình đổ một lần này nữa thôi, còn sao mà mấy đứa nó ở nó đổ. Không, nếu có đổ thì nói theo cái đường nhỏ đằng kia kìa, chứ còn đây thì bự rồi. Đó rồi. Cái đổ nữa lên cái cổ à. Quỷ là thấy qua kia mình biết, người ta chưa biết đó. Là ký tên hả? Phải ký tên cấp bằng cách thành à. Đổ ngày mấy? Đổ ngày 11 tháng 12 âm lịch, còn dương lịch thì chưa. Một cây. Còn chưa đặt tên con đường nữa nè. Giờ 7 hộ gia đình cộng lại được 7 cái tên. Về sọc luôn. mà con gái nàng trai nó không sao đâu. Dạ. Nàng trai nó vừa gà muối luôn rồi đó. Ăn đậu hũ. Đậu hũ bao nhiêu? Bởi vậy mấy bả bằng đám dỗ lắm rồi, bả bằng trai với bả nó nhiều hơn bằng mặn trơn. Dạ. Tính ra. Không, bằng trai nhiều tiền hơn á. Tao nói mà.
Dạ. Rồi mà cái ốc nó cũng ngang ngửa thôi. Dạ. Bây giờ một tạ heo tôi cho mình 5 triệu thí dụ đi em. Dạ. Tôi lên tôi mua một con heo 5 tạ, tôi mua đủ em một xe hàng bông nữa rồi 2 triệu, 7 triệu mà mấy bà bằng trong đó có 7 triệu, mấy bà chặn 2 xe hàng bông chứ đủ tính ra đâu có nhiều. Cái đó bị đúng chưa? Ớt, hành, tiêu, tỏi này đâu kia á. Tại vì đồ chay ngày xưa chỉ có đồ rau thôi, còn bây giờ giá thịt á mắc lắm. Giá thịt quay. Giá thịt nó mắc. Dạ. Ký nấm 400. Dạ. Ký nấm 400 hàng. Ừ. Dạ, ký nấm tôi đồng ý mua trong kia. Mà 400 nó làm cho nhiều mâm bộ mâm mà. À, cả nhà thấy con đường xuống nhà của chị gái nè, anh ba nè, bác Sáu nè, bác Út nè. Còn bên trái là của bên ông Tám. À, đẹp không? Ở xóm này do ít người, ít nhà đó. À, nên là mỗi nhà bỏ ra hơi nhiều. Nãy bác Út nói là bỏ ra người 60 triệu đó. Bữa trước á, là Hoàng Sơn quay cho cả nhà coi là bên xóm con ba là đối diện ha. À, cái bên đó thì xóm đông hơn một chút, nhiều nhà hơn, nhưng mà đường xa cũng không có làm lớn. Còn ở đây đoạn đường đan này nó cũng gần, à, nên là mấy bác đổ nó rộng ra hơn. Đây nữa nè. Còn chảy, nó còn chảy được. Dạ. Rồi công trình vĩ đại xong ha. Xong ngay. Chị cảm ơn nhiều nha. Dạ không gì vậy. À, chút xíu rút hết à. Nó có rảnh nè. Đúng rồi. Tao để cái đó tao không cho. Đúng rồi, có cái rảnh mới được. Đúng ra mở lên tính tôi lục tới đây nè. Dạ. 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 Dạ trồng đại đi. Dạ mẹ trồng nó đâu? Dạ ốc canh vụ hả? Ốc canh nó cốt vụ rồi ké chụp hình hả? Bông đẹp quá chừng luôn mà mẹ làm không nổi. Ai cũng biểu trồng hết đám trồng gì nổi. Cốt gì nổi. Dạ. Cứ gieo rồi tưới nước thì dễ vậy. Gọi bạn gọn đấy, chụp hình cho lấy tiền không cho tao biết coi. Ừ. Sáu nào mà? Chủ. Dạ. Giờ mà trồng dưa ở đâu mà? Nó nhói nhói trong đây mát mát nè. Cho nó dựa vô cái cây mì á hả? Cho nó mát mát. Thấy nó còn sung á, trồng cho nó lên. Dây này gọi là dưa gì mà? Dưa gì quên rồi ta. Lưới hả? Cái tay. Cái bự kêu tay á. Nó đâu lên kìa ớt nè, giờ trồng mất luôn. Trồng đây luôn. Vì cái trồng nhét đây đó. Mong của mẹ nay nó đẹp quá, nó lâu dữ mẹ ha. Ừ. Nó trổ mà thấy không trổ cả 2 tháng nữa. Dạ. Dạ. Hôm nay nó trổ được tới Tết là tháng rưỡi vậy, hôm nay nó trổ là tháng rồi đó. Dạ. Bắt đầu trổ. Dạ, không biết nó kéo dài được qua Tết được bao lâu ha. Ừ, mẹ không có kể nó. Nó tới đâu tới. Hôm nay mình ngắm nó vậy được rồi. Nhiều màu quá mẹ. Trắng nè, vàng, hồng, đỏ, đủ loại đẹp. Mà hôm nay công nhận nó sung mà nó ra quá trời luôn mẹ, một vườn luôn. Bây giờ thấy nguyên vườn đẹp cắt bỏ tiếc ha. Đó, ngày hổm cái dòng mà mình ương cái mình chiết nó ra cái nó còn đặc á. Dạ. Có lẽ mình nhổ mình bỏ đó. Cái thương á mình nói thôi để thử dòng đặc đi. Rồi mấy dòng kia thì mình trồng thì nó thưa để coi cái nào nó tốt đây. Trồng nó thưa ra. Mình chiết không bằng hả? Khoảng hơn 2 tấc chuyện cây á. Chiết ra thì không bằng. Nó thưa ra nó mới đẹp. Dạ. Còn nó đông quá nó không có đẹp. Khít đó. Cái ớt đó lên là trồng luôn. Cái ớt hả? Ừ. Kệ trồng đi, bà con đi ngang hái cũng có cái hái cho vui. Rau dền lên nữa kìa. Dạ. Rồi sẵn tưới, tưới tưới, ai sống
cũng rau rồi mừng rồi. Em Dũng xích qua cho mẹ trồng. Cái nào mà mười bông tám vợ hả? Không, nó tròn lùm lên vậy nè. Giờ mà mẹ nên trồng thêm mấy vườn nữa bông nè. Úc Thanh nữa trồng qua mấy hai vòng đó nữa. Hai vòng nữa. Quá không nổi. Giờ mẹ bứng mấy cây dưa thưa này đi ra rồi gieo khác luôn. Rồi cái sẵn thứ nó dễ sống dễ lên lắm. Dạ. Yeah. Còn bên kia để trồng rau hả mẹ? Bên kia trồng rau không không nổi, để tới mùa mưa trồng. Để tới mùa mưa rồi mình trồng. Dạ. Để trồng cái tưới. Để qua Tết đi rồi con đặt cho mấy cái bát phun á. Mẹ để nó tự phun giống như công viên vậy đó. Hao điện, hao nước. Con bỏ với mấy cát đó không? Mấy cây bông của năm á. Ai đóng bông không? Cái cây bông dừa cạn, cái màu đó đẹp lắm. Dạ. Cái này gọi là bông cúc hả mẹ? Cái bông này cúc, mà nó nhiều loại cúc, mẹ không biết mấy tên cúc gì. Nó nhiều thứ tên cúc không. Dễ thương quá. Dạ. Bông nào cũng đẹp thật của nó. Cái bông ở ngoài mẹ đi đám cưới Đồng Nai nó tên bông gì quên rồi. Ương lên nhiều lắm rồi kìa. Dạ. Mày hỏi mẹ nói sao nó lên ít quá, ai giờ từ từ tự mặn lên hàng hà kìa. Dạ. Hình như là cái hột nó quá nhỏ, cái nó lọt sâu á. Dạ, nó lên chậm. Cái nó lên từ từ, nay nhiều lắm. Mà mẹ còn hột của nó nữa. Nó đẹp lắm đó, mày bốt mẹ trồng cái người ta đi ngang để người ta không biết bông gì. Mình cũng không biết bông gì luôn. Người ta không biết, mình cũng không biết luôn, không có hỏi tên rồi. Dạ. Quên rồi. Hôm bữa trước mới cười anh Hùng công an ở Bình Thạnh á, ảnh cũng là khán giả làm việc, ảnh ấy ảnh rủ ra cà phê, ảnh ấy hôm nào nói mẹ trồng nguyên một ruộng bông luôn đi rồi bán vé cho tao vô chụp hình. Bác Sáu hỏi chứ bông đẹp quá chụp hình có tiền hơn đúng không? Anh rủ Sáu đi chụp tối ngày lên đây. Giờ mẹ còn muốn tới trời mưa mẹ búng mấy công về cạn mẹ trồng cái đó. Với là chặt mấy bông chiều tím ở trong cái này. Dạ. Yeah. Bông mười giờ, giờ nó bò tới đâu mẹ chừa tới đó, mẹ không có phá nó. Nó bò tùm lum ra kìa kìa, minh măng rồi kìa. Nó yeah. Mau lắm sơn, nó mau bò lắm, nhanh khỏi vậy. Mình không để ý nó vậy chứ, bữa rồi ra thấy nó minh măng. Anh chạy phụ em đi, anh chạy. Để cái ở trong cái ba cỏ này, cuốc cho nó chết. Cái việc làm suốt ha. Giặt làm hoài nha. Bây giờ chi này sập mà má chồng mình trồng lại khác. Rồi đây là mấy cây nào đưa ông Táo? Cái cây này đó. Dạ. Rồi trồng lại khác hết luôn hả? À, đưa ông Táo nhỏ hết vòng đây nặng mà trồng khác. Dạ. Mấy cây này nó nhỏ còn mấy cái cây bên kia nó bự kìa. Mấy cây này vừa nè, tới vừa đó hả? Là nó vừa lắm. Dạ. À, mấy cây này tới đó nó vừa lắm. Mấy cây nó bự nó cao lắm sơn. Dạ. Đâu phải cái nào cao cũng được đâu sơn. Cơ tưởng cao là xài được. Không. Cái này thấy nó còn lùng quá. Lùng vậy chứ nó dừa. Mẹ bắn mấy cây nhỏ này vô chậu. Nó lên rồi là một cây nào mà con không bỏ đó. Mà tiếc lắm. Nhỏ thương lắm. Mẹ nói mình đổi cái đến đổ cây bông sao vô nhỏ bỏ như vậy là nhổ đâu có rành. Dạ. Nó hơi đặc mà cũng đẩy nó. Thế đáng lẽ đặc mình nhổ không bỏ không mà cũng không bỏ. Cầu bãi bứng không có được gì ráo á, xin cao hết thùng mốt. Là nó cứng quá hả? Cứng quá, cầu bãi bứng không được. Cầu bãi với anh Thống, lấy bịch ra bỏ mình mông mà hơi bứng không nổi chịu. Bứng mấy cây hả? Dạ. Để xin ca đưa nguyên cái thùng xốp của anh ca có bông trổ sẵn rồi. Tới đâu mình tới đó vậy đó. Mới lọt qua tới đây rồi tới trưa mới về. Sơn Hà không biết nội nó ở đây. Nó lại trước nó đứng nó là. Yêu nội hả? Ẩm. Con. Nội ẩm con. Biết bên đây. Nói gì nè nó mất sức rồi nó tỉnh lại. Dạ. Yeah. Lớn nha, nó già rồi.
chút xíu nữa vô mình chuẩn bị cây mai. Năm nay cây mai của mình nó ít nhánh quá, mình phải gắn mai giả lên. Gắn bông giả lên cho nó. Rồi, năm nay trải ra mình trang trí chòi ha. Xíu trang trí vàng vàng đỏ đỏ. Rồi sẽ không phụ mẹ gì đây. Năm rồi mình làm cây mai giả rất là lớn. Đó, rồi bây giờ gỡ bông cất lại chục cái nhánh cây rồi. Năm nay mình chơi cây thiệt nha. Nhưng mà bông giả. Cái bự về gắn mình chơi chắc. Này chơi Tết xong phải gỡ ra cho nó thở. Đúng rồi. Khi mình cũng cột cái cây mai. Cái này nó bám bụi dơ lắm. Nè không chú hai. Con quấn vòng tròn đó. Trang trí xong rồi gắn lọc lên đây chơi sinh hồn lúc. Chơi bao lì xì vậy sao không? Đúng đó. Con sẵn lắm vậy nè. Dạ ba nè. Con sắn nhiều vòng như vậy nè nó sẽ dính cứng luôn. Được chưa? Đó, mẹ về một chỉ cần một nhánh thôi cũng cứng nè, được chưa? Mình đâu cần hai nhánh đâu. À, hai mẹ con làm nghe, ba đi bán lạp xưởng đây. Hôm nay cho cây mai chỗ tưng bừng luôn nghe chứ không? Nguyên một bao bông rồi. À, năm ngoái mình làm rất là nhiều bông. Năm nay mình lấy cây nhỏ này đặng mình trưng trong nhà. À, năm rồi cây nhỏ này mà với một cây bự giả nè ha. Xíu kêu năm sau đừng cắt hả? Qua Tết mình cắt tiếp nè. Vỡ cắt mẹ la quá chừng, cắt còn có cái cây cái thân ở bên dưới không? Anh tưởng anh tỉa thôi. Anh muốn cắt rằng cho cái cây nó bự. Chùm chùm luôn ha. Hồi xưa nhà mình có 4 cái cây mai vàng, nó trổ vàng xanh luôn em. Dạ. Em về á thấy hả 4 cây bự. Nó trổ là quét đã luôn á. Hùng gắn bông mà căng thẳng vậy sao không? Tết mà mặt phải tươi lên thôi không? Hùng đang tập trung cao độ mà. Làm vừa tay thôi nghe chú hai. Gãy nhánh cây uổng thôi chú hai. Nhẹ nhẹ tay nghe. Làm sao ăn Tết xong cái cây nó đi luôn á. Đúng rồi, giỏi. Sơn Hùng muốn tăng độ khó ha. Ở dưới gốc nó sẽ đeo rất là nhiều ha. À, tại đông người hơn nữa, với lại đường nó ốm hơn, này người gấp đôi, người thích lâm sạch điệu nó người thành con heo. Mẹ ơi cho con dán dán cao cao xuống đi. Hôm nay mình làm sẵn. Để cây mai chỗ này rồi mới cắt. Không biết để chỗ đó không chỉ cho. Đẳng cấp không? Dằn rực luôn em. Mình đang bắt là sao? Bốn phía hả? Bốn phía.
dốt đó, trong nhà dốt nhiều mai lắm, hỏi có xài không, dốt chở ra cho mượn cây ăn chiên tết anh nói thôi không. Rồi, rồi, cây này rồi nhưng chết mình không có đã. Rồi, hôm nay Hoàng Sơn cùng cả nhà mình trang trí Tết để đón không khí Tết nha. Cảm ơn cô chú đã theo dõi. Rồi, tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại ở video sau nha. Sơn Hồng bye bye cô chú sao không? Dạ, tạm biệt cả chú. Năm chúc cô chú năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, hẹn vô trong nước. Rồi, cảm ơn con. Rồi, tạm biệt cô chú nha. Rồi cô chú nhớ like và subscribe dùm cho Nam Việt nha. Rồi, tạm biệt.